Xin chào anh em, mình là Kiên, chuyên review đồng hồ chỉnh ngang. Rất vui khi được gặp lại anh em. Mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và mình cũng là chủ của thương hiệu Kiên Luxury. Bên mình chuyên phân phối những dòng máy đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng từ Hublot, Rolex, Omega cho đến rất là nhiều những thương hiệu cao cấp khác nữa. Anh em thì liên lạc với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em một chiếc đồng hồ Rolex mình vừa mới về. Và em này của mình sẽ với tình trạng lướt full set đầy đủ, full hộp sổ thẻ phụ kiện đi kèm theo. Ở trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cho đồng hồ Rolex. Đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh em có thể nắm được tất cả mọi thứ về thiết kế đồng hồ này anh em nhé. Sơ qua một chút về phần sổ thẻ phụ kiện đồng hồ trước khi mình đi vào chi tiết nhân vật chính ngày hôm nay. Thì đầu tiên ở đây mình sẽ có được phần hộp giấy phía bên ngoài của chiếc đồng hồ, phần hộp gỗ phía bên trong. Cái tag Superlative Certified, cái tag sẽ cho anh em biết là size số của chiếc đồng hồ này sẽ cực kỳ là thấp, nhanh chậm không quá 2 giây một ngày. Rolex là một trong những thương hiệu có size số thấp bậc nhất ở trên thế giới. Ở phía bên trong ngăn bí mật ở đây thì mình sẽ có thêm những phần sổ thẻ phụ kiện khác, như là quyển sổ hướng dẫn sử dụng dành cho dòng máy Datejust, bao da, quyển sổ nhỏ. Quyển sổ sẽ cho anh em biết là mình sẽ được bảo hành toàn cầu trong điều kiện khi nào, cùng với cả thẻ bảo hành toàn cầu của chiếc đồng hồ này. Ở trên thẻ bảo hành toàn cầu thì mình sẽ có được phần model name, mình có được phần series, series mình xin phép được che đi để bảo mật thông tin của người dùng. Còn cái date được xuất ra khỏi store thì sẽ vào ngày mùng 2 tháng 11 năm 2022. Với cái date này thì anh em sẽ có được bảo hành đến tháng 11 năm 2027 với chính sách bảo hành toàn cầu 5 năm đến từ thương hiệu Rolex. Đồng thời bên mình cũng sẽ bảo hành shop cho anh em là 5 năm đến từ thời điểm anh em mới tại shop bên mình anh em nhé. Bên mình thì ngoài chính sách bảo hành ra thì mình còn hỗ trợ anh em lên đời, xuống đời, quay đầu nhập lại. Nói chung là mọi chính sách tốt nhất để anh em có thể an tâm chơi cũng như là trải nghiệm những dòng máy đồng hồ xa xỉ ở trên thế giới. Quay trở lại với chiếc đồng hồ Rolex ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ có được một em Rolex với chất liệu thân vò được làm bằng đề mi vàng hồng 18K. Những chỗ nào anh em thấy là vàng thì nó sẽ đều là vàng đặc 18K cả. Từ phần niềng này, ba mắt chỉ giữa của dây, cho đến phần khóa đằng sau, cái phần ở trên này đều là vàng đặc 18K anh em nhé. Phần vàng nó sẽ tăng thêm giá trị, nó sẽ tăng thêm sự bắt mắt và sự trẻ trung, sang trọng rất là nhiều dành cho thiết kế đồng hồ này. Loại vàng sử dụng trong thiết kế đồng hồ Rolex thì sẽ là vàng Eros Gold, một loại vàng mang công nghệ chế tác độc quyền đến từ thương hiệu Rolex. Còn những vị trí còn lại thì mình sẽ sử dụng đó chính là thép không gỉ 904L. Mình sẽ có được phần thân vò, hai mắt bên cạnh, cũng như là phần khóa đây thì nó sẽ được làm bằng thép không gỉ 904L. Loại thép này thì gần như là chỉ có Rolex sử dụng ở trong những dòng máy đồng hồ cao cấp của mình mà thôi. Chiếc đồng hồ mình đang review ở đây có thể nói là một trong những dòng máy cao cấp bậc nhất của thương hiệu Rolex trong dòng máy Datejust, bởi nó sẽ có cái size 41mm, sử dụng cọc số đính kim cương và có được loại mặt là mặt sa cơ. Mặt sa cơ là một trong những loại mặt rất là đắt giá. Nó luôn có giá trị cao hơn những loại mặt khác từ 50 cho đến 80 triệu, tùy thuộc vào những thiết kế mặt khác nó sẽ là loại mặt gì. Mặt sa cơ nó sẽ tạo ra được những đường vân khác nhau, nó sẽ tạo ra được 7 sắc cầu vồng khi mà anh em nghiêng ở những góc độ khác nhau. Và mỗi một chiếc đồng hồ thì nó lại có một cái vân xà cứ khác nhau anh em nhé. Cọc số thì sẽ là đính kim cương rồi. Đây sẽ là một thiết kế đồng hồ có sự phối kết hợp của những gì sang trọng nhất dành cho dòng máy Datejust. Thiết kế của chiếc đồng hồ này thì sẽ là 3 kim một lịch với phần ô lịch được đặt ở góc 3 giờ. Cọc số thì sẽ là đính kim cương với góc 12 giờ sẽ là phần thiết kế logo phương miện quyền uy đến từ thương hiệu Rolex. Ở trên dial của chiếc đồng hồ thì sẽ có đầy đủ những dòng chữ thông số như là Rolex này, Oyster Perpetual Datejust, như là khả năng chạy chuẩn chính xác Superlative Chronometer. Còn dòng chữ Swiss Made với logo vương miện thì sẽ được đặt ở dưới cùng. Như thường lệ, chiếc đồng hồ này của mình sẽ có được những dòng chữ Rolex, Rolex, Rolex chạy phía bên trong cái phanh. Với phần dưới góc 6 giờ thì sẽ là phần series của đồng hồ. Phần series này thì nó sẽ trùng với cả series ở trên thẻ bảo hành toàn cầu anh em ạ. Mặt kính làm nên chiếc đồng hồ này thì nó sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối chống xước. Với phần góc 3 giờ sẽ là phần Cyclops dán đè lên trên từ mặt kính, phóng đại phần ô lịch lên rất là nhiều. Và anh em có thể cảm nhận thấy phần ô lịch được phóng đại lên rất là nhiều khi mà mình nghiêng ở vị trí có Cyclops và vị trí không có Cyclops anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ trên tay để anh em trải nghiệm thử chiếc đồng hồ này. Em này của mình thì rất là đẹp rồi, rất là sang trọng, nổi bật. Anh em sẽ thấy được sự phối kết hợp của những chất liệu quý, nó sẽ tạo ra một chiếc đồng hồ nổi bật ở trên cổ tay của anh em. Ở phía bên trong của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ là một bộ máy đời máy mới nhất đến từ thương hiệu Rolex, bộ máy 3235. Thì với bộ máy này anh em sẽ có được 31 chân kính,
28.800 tần số dao động cùng với cả 70 giờ chữ cod. Bộ máy đời cao đến từ thương hiệu Rolex, nó sẽ mang đến sự ổn định, tính chính xác và sự bền bỉ cùng với khả năng kháng từ cũng như là chịu nhiệt rất là tốt. Với tình trạng của một chiếc đồng hồ siêu lướt thì anh em sẽ thấy được tất cả mọi thứ về chiếc đồng hồ này đều rất là đẹp. Anh em sẽ thấy nhá. Từ phần dây, phần thân vỏ, phần khóa, tất cả mọi thứ đều rất là đẹp. Rõ ràng đồng hồ xa xỉ mà không sang trọng, không nổi bật thì anh em cũng không chọn những dòng máy đó rồi. Cuối cùng thì sẽ là một bộ khóa Oyster, bộ khóa có khả năng giãn ở ra vào một đoạn rất là nhỏ, giúp cho anh em đeo vừa tay nhất có thể, đeo ôm tay nhất có thể nhờ vào cái phần giãn nở ở phần khóa đằng sau này. Bây giờ thì mình sẽ trên tay ở phần bên tay phải để anh em có thể cảm nhận được. Khi mà anh em đeo những dòng máy đồng hồ xa xỉ thì anh em có thể đeo bên tay trái hoặc là bên tay phải, tất cả đều rất là ok anh em nhé. Trái phải đều ok cả. Mình đeo miễn sao nhìn giờ thoải mái là được. Bởi vì có anh em thuận tay trái, có anh em sẽ thuận tay phải. Và xu hướng thông thường sẽ là anh em đeo ở phía bên tay mà anh em không thuận. Chiếc này nếu như anh em vào hãng, anh em lấy new thì đây sẽ là một trong những phiên bản cực kỳ khó lấy đến từ thương hiệu Rolex. Chiếc này hiện tại mình đang có sẵn một em siêu siêu lướt đầy đủ, full hộp sổ thẻ phụ kiện bảo hành đi kèm theo. Mình đang giao lưu với mức giá tương đối là êm, chỉ loanh quanh ở 435 triệu mà thôi. Thế anh em nào mà quan tâm về thiết kế đồng hồ này, anh em có thể nhắn tin, trò chuyện, gọi điện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Mình có nhận giao lưu đổi cả tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng. Và anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo, qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới. Hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì thì anh em cứ thoải mái nhắn tin, gọi điện, trò chuyện, trao đổi với mình. Cảm ơn anh theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào quý anh chị em.